Hello, xin chào các bạn trên Facebook, các bạn trên YouTube. Hôm nay bà xã mình giới thiệu cái món cá bóng mú chân tương. Chân tương hột. Đây, cá bóng mú ngày hôm qua, những khi hôm qua. Ông bạn đi câu ngoài biển về đem lại cho một con. Hôm nay mình làm cái khúc đuôi, làm nửa con. Cá rất là tươi, cá mú rất là tươi. Rồi em hướng dẫn làm. Rồi mình chưng cá bóng mú, mà chưng nước tương đó các bạn, thì gồm có cá bóng mú, gừng, củ hành, tây, hành lá, hành cộng, rau cần, nước dừa lon, tương hột, nấm mèo mình ngâm, và bún tàu mình cũng đã ngâm nước để cho nó mềm. Rồi bây giờ bây giờ cá trước mắt thì mình lấy cá này mình em mình hấp trước, nhưng mà trước khi hấp thì mình cũng phải khứa sơ nó về cho nó thấm gia vị nha các bạn. Khứa sơ vậy đó. Cái này là cá tươi đó các bạn. Cá bóng mú mình nhà mình có ba người, mình làm nửa con thì nó cũng to lắm. Bây giờ mình đem vô mình bắt cái sửng lên. Đây, bắt cái sửng nước lên nè, nước giờ đang nóng rồi đó. Bây giờ mình dỡ cái sửng ra. Mình để cá vô mình hấp. Sửng nước nó nóng rồi đó các bạn. Mình để cá vô mình hấp. Hấp chừng khoảng 5 phút. Là mình đem ra để mình lấy cái nước ra, rồi đấy thì mình làm tới lấy nước ra mình đổ chắc bỏ cái nước để cái nước tanh đó. Rồi giờ trong thời gian mà mình hấp cá thì mình đi sắc gừng, sắc nấm mèo, bún tàu, rồi mình làm chuẩn bị mấy cái này ha. Lạnh quá. Nhờ sắc nó mèo trước hả? Áo ba. Lạnh quá, mặc áo đôi áo ba. Rồi mình sắc cái mấy cái cuốn này là mình bỏ nè. Cái cuốn này nó cứng. Nấm mèo người ta còn gọi là nấm hương. Sắc nó mèo. Mèo sắc nhuyễn ha. Sắc sợi. Nên này mình ngâm nước nóng. Sắc sợi. Gừng cũng sắc sợi. Tới sắc gừng. Gừng sắc sợi luôn. Hết củ không? Hết củ gừng. Củ gừng nó ngon, thơm. Rồi, tới sắc củ hành. Củ hành nè. Sắc muối rồi mình sắc cũng như dừa vậy nè. Chứ không có sắc sợ thôi. Không. Sắc đủ rồi. Đó, rồi mình gỡ ra. Còn hành nó thì trước mình sắc hành cộng. Chắc 5 phút rồi chắc được rồi đó. Cá hả? Bây giờ tắt lửa cho. Sôi quá em ơi. Tắt lửa. Tắt hơi lên nè. Rồi bây giờ chắc cá mình sao mình 5 phút. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình lấy ra, nhưng mà cái nước này là các bạn nhớ là mình không có xài. Bỏ ha. Cái nước này mình phải bỏ.
Tại vì cái nước này nó tanh. Chắc không vừa quá, không vừa cái gì. Các bạn ơi, bây giờ mình chắc nước mình bỏ ha. Cả chính cái nước này á thì là nó sẽ bị tanh. Bởi vì các bạn chắc nước bỏ ha. Nước này chắc bỏ đi. Rồi, xong bây giờ mình để cá ở đây này chút xíu rồi mình để gia vị vô. Ha. À, bây giờ chút mình xào gia vị. Để trở lại nồi hấp phải không? À, nhưng mà chưa, bây giờ mình để tạm nó đi thay vì mình để ngoài. Rồi xong bây giờ mình sắc gia vị cho xong đi rồi mình xào này kia đó rồi mình mới hấp tiếp. Để làm xong gia vị. Xong cái này sắc hết xong hết đi rồi cái em xào. Bây giờ mình cắt hành. Hành trọng này mình cắt nhuyễn để trước mình phi. Mình phi mình làm cái nước sốt đó. Lá thì mình cắt khúc. Cắt khúc khúc. Rau cần cũng cắt khúc khúc. Bỏ chung với cái cọng hành lá. Còn cái phần còn lại này mình để trang trí ở trên. Rau cần vườn nhà. Rau cần vườn nhà. Mới đi cắt vô. Rớt dưới nữa em ơi. Đã ít rồi còn bị rớt mất. Rau cần chất lượng mà. Rồi. Bây giờ em bắt cái chảo lên. Mặt cháo lên xào phải không? Chả nóng vậy. Chuẩn bị lắm. Đầu chảo đi. Mình chế cho nhiêu trong chừng khoảng một muỗng canh dầu. Chưa hết cái hành trọng này vào. Thơm lắm ha. Rồi các bạn nhớ phải cho tỏi nữa nha. Cho hành trước mình chơi vô tỏi, có tỏi nữa nó mới thơm ha. Rồi có tỏi hành thì mà nó thơm rồi nó lên cái đó nó không có cái mùi canh cá mà nó thơm. Rồi thơm quá hả? Thơm một miếng.
gừng. Hành với nấm mèo mà không không xào. Có. Xào không? Ừ. Xào riêng thôi. Nấm mèo khỏi xào, cứ phân rác lên cho cá. Ồ. Củ hành. Củ hành này xào không? Xào sơ luôn, xào gì mới ngon. Ừ. Nấm mèo mình xào luôn cũng ngon luôn. Ừ. Nhưng mà cũng không cần thiết lắm, tại vì nó chủ yếu là mấy cái này mình xào cho nó thơm nè. Thấy không? Ừ. Bây giờ mình nêm vô đây. Xeo tương, mình chưng tương thì phải có tương ha, tương hột. Đây, cái tương hột này mình cho vô. 2 muỗng cà phê tương hột. Khoảng 1 muỗng cà phê nước tương. Cái tỉa nhỏ chứ các bạn. Một muỗng rưỡi cà phê, một muỗng rưỡi cà phê đường. Nửa muỗng hạt nêm, chị về tương hột nó mặn lắm, nửa muỗng hạt nêm. Tương hột nó mặn lắm, ha. Phần cũng sẽ nhiều quá. Sợi nó lên. Chưa ăn nghe mùi thơm hấp dẫn. Rồi. Các bạn cho khoảng 2 muỗng canh nước dừa. Dừa hộp. Nước dừa hộp. Nếu các bạn không có dừa hộp thì nước dừa trái. Tươi. Còn không có thì mình cho nước lạnh cũng được. Không sao hết. Rồi bây giờ mình nếm thử nha các bạn. Nó sôi lên rồi. Nếm nước vừa ăn thôi. Ờ. Rất là ngon mà em muốn đậm đà chút xíu em cho thêm miếng tương hột. Miếng tương hột nữa, miếng muỗng cà phê tương hột nữa. Tại vì đây là mình làm tương hột thì cho nó có cái mùi tương hột một chút. Ngon lắm. Xong rồi mình cho nấm mèo vô luôn. Nấm mèo vô sau cùng ha. Nấm mèo vô sau cùng. Rồi. Hành cộng. Có số hành cộng. Rồi mình tắt lửa. Cộng rau cần cộng nữa. Rau cần này rồi. Cộng này hả. Rồi mình tắt lửa xong. Bây giờ cái mình không còn nhớ cái gì nữa không, thiếu cái gì nữa không, gì? Món gì nữa không, bún tàu, nhưng mà bún tàu mình xếp lên trên mặt đúng không. Bún tàu. Rồi bây giờ đây là bún tàu. Rồi bây giờ mình để những cái gia vị này lên đây các bạn.
chôn con cá lại. Tẩm. Tẩm ướp. Gì không là thấy ra ngon rồi ha. Này các làm xị quá. Ui. Giờ khoan anh lấy em để bún tàu lên. Trái bún tàu lên. Bún tàu lên xong. Đây. Em thì thích ăn bún tàu lắm, thật ra em làm bún tàu nhiều tùy theo các bạn nha. Các bạn ăn bún tàu thích nhiều thì để nhiều, ít thì để ít. Mình thì mình thích mấy cái món, mấy cái lặt vặt này nè. Em người tàu em thích chứ mấy người người ta không có tàu, người ta đâu có thích không bún tàu. Không ăn cá cũng được, nhưng mà có bún tàu vô vậy nè, là rất là ngon. Em người tàu em thích bún tàu chứ ai thích. Đó. Rồi, có gừng nè ha, đó, rất là thơm. Đây, các bạn sẽ chế lên đây. Đó. Rồi xong mình chưng chừng khoảng, hấp chừng khoảng 5 phút nữa ha. Là mình khi gia đình dọn cơm lên ăn đó, là mình nhận lửa, mở lửa lên mình 5 phút, hấp thêm 5 phút nữa. Tại vì cá hồi nãy là nó vừa mướp chín thôi. Đó, rồi bây giờ nó sẽ rút gia vị vô trong 5 phút. Đó, nó rút gia vị vô ha. Rồi mình dặn lửa rồi xong. Dọn cơm nhận gì đi, có chén nước tương nhỏ nhỏ, ớt, sắc ớt rồi lên ha các bạn. Đó bây giờ đó giờ hấp ha. Mình vậy đó là mình chuẩn bị dọn chén dọn cơm, mình mở lửa lên hấp 5 phút nữa lên là mình dọn lên ăn rất là okay. Nóng. Rồi vậy hấp đi. Rồi thành phẩm rồi các bạn ơi, một dĩa cá chưng rất là tuyệt vời. Nó mấy trái cà bi nè Hồng An. Để mấy trái cà bi lên. Màu mè. Nó đẹp. Đây, mấy trái khéo ớt. Tay. Cho mấy trái ớt lên cho nó dễ, nó đẹp, bắt mắt vậy mà. Rồi. Ngon lắm. Rồi, vài cọng rau cần lên. Rồi. Không thấy cá. Tại vì cái đuôi cá đó. Cái đuôi, tại nguyên cái đuôi mà bây giờ mình lắp nó lại hết rồi. Rồi, các bạn nào có thích ăn cá làm tương. Theo nha, chưng tương nha. Rất là đậm đà, bạn nào thích ngon lắm. Like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cá muống mà chưng tương là rồi, cảm hết ơn sảy các rồi bạn. Các bạn ơi. Cảm ơn và dạ, cảm ơn. Rồi, mời các bạn dùng cơm với mình nha. Đây, cá muống đây. Thịt rất là ngon. Đấy, dẻ lên cho các bạn xem. Đó. Rau cần nè, bún tàu nè, cặp với cá nè, các bạn thấy cặp cá không? Tuyệt vời. Cá mú rất là ngon. Chấm gì nè? Thịt dai lắm. Thịt ngọt. Thấy miếng cá là thế, tuyệt vời không? Rối sớ không? Cá này ba. Cá này không kiếm mấy. Ba phao. Bạn đi câu cho mà ông bạn này lại xem bún tennis với ông không có bún tennis. Hồi đó ông biết chơi, ông có chơi nữa mà rủ ông ra chơi, ông không chơi. Tay bị đau. Tay bị đau, ông không nghỉ chơi. Ông có chiếc tàu, ông đi câu. Cái rồi ông gửi cho con. Quá trời thịt luôn. Thịt nè. Cảm ơn nữa con đó, quá trời nhiều. Còn ở đâu nè. Cái miếng cá nè. Còn ở đâu chắc nấu con chua ăn quá. Mày hay rồi đẹp. Cơm cá ngon quá. Gừng nữa, miếng gừng vô nữa. Ngon. Thơm. Nó thơm, nước tương. Tương hộp. Nước tương. Nó thịt nó dai. Cái con cá mà mua nó đông lạnh á, nó bở. Còn con cá này cái thịt nó rất dai tại nên nó tươi. Đem lại cho đây con cá nó còn giải đập đập, nó còn sống nó đập đầu nữa. Ở bên đây mà có cá sống về ăn rất là quý. Khách mời các bạn cùng ăn với mình. Ngon quá quên. Nhìn ăn gì được ăn. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè.
và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!